là màn xào, gà xào xả ớt. Đúng. Gà chua cay. Gà chua cay. Vào, bỏ hành phi vô. Có mùi ngon rồi đó, thơm rồi đó. Cái lá hành quế nữa, nó ngon rồi. Ba con gà. Ơi, đầu bếp chuyên nghiệp đấy. Cậu ngỗng làm càng răng me. Có cái mùi hành phi thơm. Cái mùi nó bốc lên thơm. Rồi cứ đảo đều thôi đến khi nó chín. Gà chín rồi đấy. Bây giờ mình cho vô lồi nước lẩu. Nước lèo ha. Đó, cho vào lồi nước lẩu. Lẩu gà chua cay. Phụ bếp đang sắp xếp rau. Mướn một ngày 500 ngàn đấy. Cho mày một cái. Rồi. Rất là đẹp, tuyệt vời. Rồi, xong rồi cho vô nồi nước. Bắt đầu là đun lên cho rau húng quế vào, rất là ngon. Nó không độc. Ừ. Thường thường thì người ta nấu lẩu chua cay này người ta cho nước me hoặc là giấm. Mình cho chanh. Ăn chanh nó lành chanh ha. Mà nó ngon hơn, cái vị nó ngon. Ngon hơn. Rồi cho lên bếp. Đường bột ngọt. Xong rồi đun lên cho rau húng quế vào, cho rau vào bắt đầu nhậu thôi. Đây là phụ bếp. Mẹ ơi. À, rất là ngon hả? Càng múc càng thêm béo. Càng múc càng béo. Dạ. Đầu bếp ngỗng. Đầu bếp ngỗng đấy. Cua là phải liếm láp. Đúng rồi. Phải liếm láp gái. Cô láp một cái. Rồi. Các món thì đã chuẩn bị xong. Đây, càng gẹ rang me. Rồi, mang lên. Bạn. Hello. 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 Hello, ăn lẩu nè. Ồ.